thân thường bị bệnh. Câu hỏi của một Phật tử ở Mỹ. Hỏi kính thưa Thầy, thân thường bị bệnh là nghiệp gì? Phải làm sao thân không bệnh? Đáp, đã sinh làm người, làm loài động vật là đã mang thân nghiệp. Thân nghiệp tức là thân nhân quả. Thân nhân quả tùy theo nhân quả thiện ác mà thọ chịu quả khổ đau phiền não, giận hờn thương ghét, vân vân, nặng nhẹ, hoặc thọ hưởng sự phước báo yên vui an ổn, ít bệnh tật, ít tai nạn, vân vân. Chớ không ai mang thân nhân quả nghiệp báo mà không đau khổ, mà không có ăn vui bao giờ. Thân thường bị bệnh là do nghiệp sát sanh, tức là nguyên nhân giết hại và ăn thịt chúng sanh. Người có thân thường bị bệnh từ lúc mới sinh ra cho đến già sắp bỏ thân này là do kiếp trước giết hại và ăn thịt chúng sanh quá nhiều, nên phải chịu trả quả báo thọ thân bệnh khổ đau liên miên như vậy. Muốn thoát ra thân bệnh tật khổ đau và những tai nạn thì phải thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy ngũ giới là phải giữ gìn đúng những lời Phật dạy thì mới có kết quả thân không còn bệnh tật và tai nạn nữa. Vậy thọ tam quy ngũ giới là gì và thọ bằng cách nào? Thọ tam quy tức là nương theo Phật, Pháp, Tăng. Nương theo Phật là phải sống như Phật. Nương theo Pháp là phải sống đúng theo lời dạy của Phật. Nương theo Tăng là phải thân cận thiện hữu tri thức, thường thưa hỏi và sống theo gương hạnh hòa hợp của những vị Tăng để hằng ngày sống trọn vẹn đạo đức nhân bản, nhân quả, tự không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đó là quy y Tam Bảo, con nên ghi nhớ. Thọ ngũ giới là gì? Thọ ngũ giới là chấp nhận sống năm đức hạnh nhân bản nhân quả, tự không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Năm giới đức hạnh đó là: một, giới thứ nhất, không giết hại và ăn thịt chúng sanh, đó là đức hiếu sinh, tức là lòng thương yêu sự sống trên hành tinh này vậy. 2, giới thứ hai, không tham lam trộm cắp cướp giật, không lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đó là đức buông xả, đức thiểu dục tri túc, tức là xả ly lòng không tham lam ích kỷ nhỏ mọn, từ bỏ lấy của không cho. 3. Giới thứ ba, không tà dâm, tức là đức chung thủy. Đức chung thủy là lòng thương yêu một vợ một chồng, không lăng chạ với người khác. Đức chung thủy tạo nên một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Chồng thương vợ, vợ thương chồng, với một lòng thương yêu chân thật, một tình nghĩa keo sơn gắn bó. Sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách, đây là một đạo đức gia đình mà mọi người trên thế gian này cần phải học và sống cho đúng để không làm khổ những người thân thương đầu ấp tay gối của mình. 4. Giới thứ tư là không nói dối, tức là đức thành thật. Đức thành thật là một đức hạnh tạo cho mình có đầy đủ lòng tin đối với mọi người. Vì thế chuyện thấy nói thấy, chuyện không thấy nói không thấy, chuyện có nghe nói có nghe, chuyện không nghe nói chuyện không nghe. Chớ thấy nói không thấy, chớ nghe nói không nghe là nói dối. Người không có đức hạnh thành thật thường đem chuyện của người này nói cho người khác nghe, hoặc đem chuyện người khác nói cho người này nghe, hoặc nói thêu dệt, nói lật lọng, đều là những người thiếu đức thành thật và đức tôn trọng mình, tôn trọng người. 5. Giới thứ năm, không uống rượu, uống cà phê, không hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, vân vân. Đó là đức minh mẫn. Đức minh mẫn là một đức hạnh sáng suốt. Đức minh mẫn sáng suốt là tự biết mình, làm chủ mình không để nghiện ngập rượu, thuốc lá, thuốc lào, cà phê, thuốc phiện, vân vân. Vì những loại xa xỉ này đem tai hại và khổ đau cho bản thân mình và gia đình mình như cha, mẹ, vợ, con. Trong năm đức này, người có thân bệnh cần phải giữ gìn cho trọn vẹn, đừng vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong năm giới này, thì ước nguyện thân bệnh tật sẽ được chuyển hóa và tiêu trừ. Khi giữ gìn năm giới trọn vẹn thì phải tu tập các pháp thân hành niệm, định niệm hơi thở bằng cách dùng cánh tay đưa ra, đưa vào và tác ý câu: an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô. Tác ý xong liền đưa tay ra vô 5 lần, rồi tiếp tục tác ý như câu trên. Tu tập như vậy đúng 30 phút, xả nghỉ 30 phút, rồi lại tiếp tục tu tập lại nữa, chừng nào hết bệnh mới thôi. Nếu người nào có duyên với hơi thở thì nên tu tập theo hơi thở và tác ý câu: an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.
nương theo hơi thở mà tu tập như vậy một thời gian thì bệnh sẽ được đẩy lui. Trước khi tu tập hơi thở như vậy thì nên tác ý câu: thọ là vô thường, cái bệnh nhức đầu, bệnh gì thì nên nói rõ tên bệnh ấy, này phải chấm dứt, phải rời khỏi thân ta. Đó là một phương pháp chuyển nghiệp nhân quả tuyệt vời. Nếu con tin tưởng thì hãy tu tập theo đúng lời dạy trên đây, thì kết quả sẽ được như ước nguyện.